cần phải có miệng xưng niệm, có tâm năng niệm thì đều có thể tu trì. Cho nên kinh này dạy tu là pháp môn đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Đại sư U Khê và đại sư Ngẫu Ích, hai ngài nói hoàn toàn đều như nhau. Đặc biệt là dạy cho hạng phàm phu sơ phát tâm chúng ta. Đây là từ trên tướng mà xem. Chúng ta biết trong kinh A Di Đà có nói rất rõ ràng, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Do đây mới biết đây là từ trên sự mà nói hạng phàm phu sơ phát tâm. Nếu từ trên lý mà nói thì người này trong đời quá khứ đã trồng thiện căn phước đức rất sâu dày. Tuy họ là người sơ học, thế nhưng trong đời này hễ gặp được duyên thì tính nguyện hạnh của họ ba điều kiện đều đầy đủ. Cái chuyện này chính chúng tôi trong đời này cũng đã gặp qua mấy vị. Họ suốt đời không có học Phật, cũng không tin Phật Pháp. Đến lúc họ lâm chung trước mấy ngày, có người đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho họ, khuyên họ cầu sanh cực lạc thế giới, họ liền tin tưởng, họ thật sự yêu theo làm. Vả lại họ thật sự được vãng sanh. Đây là nói rõ nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ. Lúc lâm chung một niệm cho đến 10 niệm đều được vãng sanh. Còn trong kinh A Di Đà thì nói hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc đến bảy ngày. Trong sự thật đều có chứng minh, không phải là ngẫu nhiên, nhất định là trong đời đời kiếp kiếp quá khứ đã có tu học pháp môn này. Đến đời này nhân duyên đã thành thục. Tự chúng ta phải biết nhân duyên tịnh độ của chúng ta trong đời này có được thành tựu, có được thành thục hay không, cũng có thể nhìn ra được. Nhìn ở chỗ nào? Nhìn ở chỗ tính nguyện hạnh. Có tính tâm thì không có hoài nghi. Có nguyện tâm thì không có xen tạp. Họ hết lòng niệm Phật, thành kính chuyên nhất. Đây là người có thiện căn đã thành thục. Thì người này trong đời này nhất định được sanh về cực lạc thế giới làm Phật. Sanh đến cực lạc thế giới, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, họ cũng là một đời thành Phật. Thật là không thể nghĩ bàn. Ở chỗ này đại sư U Khê nói, thế nhưng
cần phải có miệng sinh niệm, có tâm năng niệm. Quan trọng nhất là một câu phía sau, có tâm năng niệm. Trong tâm thật có A-di-đà Phật, trong tâm thật có tịnh độ. Đối với Ngài U Khê mà nói, thì pháp môn này dễ dàng nhất, đơn giản nhất, là một pháp môn thù thắng không gì sánh bằng. Kế tiếp đại sư lại nói, nếu chấp trì danh hiệu, không kể bận rộn, không kể động tĩnh, đi đứng ngồi nằm đều có thể tu trì. Cho nên kinh này dạy tu là pháp môn thẳng mau nhất. Có rất nhiều vị đồng tu vì bận rộn công việc, không có thì giờ tu hành, thì pháp môn này là thích hợp nhất. Lúc nhà có thể tu, lúc bận cũng có thể tu. Động là nói lúc quý vị làm việc có thể tu. Tịnh là nói quý vị có thể yên tĩnh ngồi ở một nơi hoặc đứng ở một nơi cũng có thể tu. Phật hiệu không gián đoạn. Trong tất cả công việc, chỉ cần không phải dùng tâm suy nghĩ, tức là làm những công việc lao lực mà không phải làm những công việc lao tâm. Nếu làm những công việc lao tâm, đương nhiên phải ngưng niệm Phật. Còn làm những công việc lao lực thì không có trở ngại chút nào. Trong tâm phải có Phật. Vào đời nhà Đường, có một người tên Vương Đã Thiết. Ông làm thợ rèn. Cả nhà bốn người đều nhờ vào nghề thợ rèn mà sinh sống. Một ngày không làm thì một ngày không có cơm ăn. Cho nên công việc của ông rất là cực nhọc. Có một hôm, có một vị người xuất gia đi đến cửa tiệm của ông, thì ông tiếp đãi vị xuất gia đó, cúng dường một ly nước. Ông nói với vị xuất gia đó rằng, công việc của tôi rất cực nhọc, có phương pháp nào giải thoát được hay không? Thì vị xuất gia đó dạy ông niệm A-di-đà Phật. Khi ông đập sắt, cứ mỗi một búa đập xuống thì niệm A-di-đà Phật. Khi nhắc lên cũng niệm A-di-đà Phật. Sư kia dùng kéo ống thổi đẩy vào niệm A-di-đà Phật, kéo ra niệm A-di-đà Phật. Bà vợ của ông nhìn thấy, hỏi: một mặt ông làm việc, một mặt thì niệm Phật, ông không mệt hay sao? Ông trả lời: không mệt. Trước kia lúc tôi không niệm Phật thì cảm thấy rất mệt, bây giờ vừa làm vừa niệm Phật thì không cảm thấy mệt. Ông niệm Phật đã 3 năm thì thành công. Ông đứng lúc ông đi vãng sanh là đang lúc làm việc mà vãng sanh. Ông không có sanh bệnh. Lúc vãng sanh, ông có nói một bài kệ. Ông nói: đinh đinh đang đang đã luyện thành gan, thái bình sắp đến, ta vãng Tây Phương. Cái búa đó đập xuống thì ông đứng mà vãng sanh. Đây chính là ở chỗ này đại sư U Khê nói hạng phàm phu sơ phát tâm. Thế nhưng quý vị nên biết,
ông có thiện căn rất sâu dày. Vị pháp sư đó dạy ông niệm Phật, ông không hoài nghi, ông không xen tạp. Ông niệm Phật phối hợp với công việc của ông, cho nên ông cảm thấy không biết mệt. Ông thật sự đã làm được tín nguyện chuyên trì danh hiệu, ông đã thành công. Cho nên ông niệm Phật 3 năm thì đứng mà vãng sanh, tự hành tức là hóa tha. Mọi người trong địa phương đó đều nhìn thấy ông niệm Phật đứng mà vãng sanh, mọi người đều tin tưởng. Rất nhiều người đều noi theo ông niệm Phật, đây là hóa tha. Cho nên ông cũng không cần giảng kinh thuyết pháp, ông chỉ biểu diễn hiện thân thuyết pháp. Trong quyển Vãng Sanh Truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục cũng có truyện ký của ông, đều có ghi chép. Đây là nói rõ pháp môn này là con đường tắt, pháp môn này là thành tựu nhanh chóng nhất. Kế tiếp một đoạn, đại sư lại nói đến pháp môn xưng danh, tức là pháp môn trì danh niệm Phật này. Ngài nói không lựa hiền ngu, tức là người hiền niệm A Di Đà Phật, người ngu cũng có thể niệm A Di Đà Phật, không phân nam nữ, hoặc giàu hay nghèo, hoặc sang hay hèn, cũng đều tu trì. Cho nên kinh này dạy tu là pháp môn nhiếp độ rộng nhất của tất cả căn cơ. Những pháp môn khác thì không được như vậy. Những pháp môn khác phải hội đủ điều kiện. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện thì không có cách nào tu học được. Còn pháp môn này ai nấy đều có thể tu học. Giàu nghèo sang hèn, người trí, người ngu, người bất thiện, thấy đều có thể tu học. Chỉ cần họ tin sâu, nguyện thiết, thành thật, chuyên niệm, không một ai mà không được thành tựu. Đại sư Thiện Đạo có nói, vạn người tu, vạn người được đi. Vì sao ngày nay nhiều người niệm Phật như vậy mà người được vãng sanh thì ít? Có trái với lời của Đại sư Thiện Đạo nói hay không? Chúng tôi nghĩ rằng không có trái với lời của Đại sư Thiện Đạo nói vạn người tu, vạn người được đi. Vì quý vị không tu, quý vị chỉ miệng niệm không tu, nên quý vị không được đi. Cái gì gọi là tu? Tức là sửa đổi lỗi lầm, tập khí, khuyết điểm của chính mình thì gọi là tu. Quý vị nghĩ xem, lòng tin niệm Phật không đủ, tức là quý vị không tu điều này. Quý vị phải đem nó cải chính trở lại. Tâm nguyện không thiết, xen tạp quá nhiều. Không đạt đến tiêu chuẩn của tính nguyện hạnh. Không phải kinh này không linh, không phải lời của tổ sư nói không tin được. Tự mình phải nghĩ xem, ta có cải chính tạp khí khuyết điểm của mình hay chưa? Tu tức là cải chính. Nói tóm lại,
ta đã thật sự buông bỏ thân tâm thế giới hay chưa? Buông bỏ thì mới có thể đi, buông bỏ thì mới có thể chuyên tâm. Chuyên tâm chính là buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ xen tạp, buông bỏ hoài nghi, gọi là chuyên tinh. Nếu quý vị không buông bỏ những thứ này thì nó chướng ngại quý vị. Kinh điển không có chướng ngại quý vị, những lời dạy của Tổ sư Đại Đức cũng không có chướng ngại quý vị. Nếu quý vị biết được sự chướng ngại của quý vị ở đâu, phải tìm ra chướng ngại đó, phải bài trừ chướng ngại đó, thì trên đường tịnh độ thuận buồm xuôi gió. Kế tiếp là trong quyển Du Tâm An Lạc Đạo có nói, trong đoạn này nói rằng danh hiệu của chư Phật là do vạn đức mà thành. Chỉ cần niệm một danh hiệu Phật thì trong một niệm đó đã niệm đủ vạn đức. Cho nên danh hiệu của Di Đà cổ đại đức thường nói, cái danh hiệu này là vạn đức hồng danh. Quý vị muốn hỏi tại vì sao? Ở phần trước đã có nói câu danh hiệu này đã bao hàm tất cả tánh tướng lý sự nhân quả trong khắp pháp giới hư không giới. Không có khiếm khuyết một thứ nào, cho nên gọi là vạn đức hồng danh. Niệm một danh hiệu này là đã niệm tất, là đã niệm hết tất cả, đã niệm hết tất cả chư Phật, đã niệm hết tất cả Bồ Tát, đã niệm hết tất cả Thanh Văn và Bích Chi Phật, cũng đã niệm hết tất cả lục đạo chúng sanh. Thấy điều ở trong câu danh hiệu này. Câu danh hiệu này thật là không thể nghĩ bằng. Quý vị nhất tâm xưng niệm, phước báo tương lai của quý vị chính là thành tựu vạn đức. Trong quyển Du Tâm An Lạc Đạo lại nói, vô thị ác nghiệp từ vọng tâm sanh, công đức niệm Phật từ chân tâm khởi, chân tâm như mặt trời, vọng tâm như bóng tối. Chân tâm vừa khởi thì vọng tâm liền mất, như mặt trời mới mọc tất cả bóng tối đều biến mất. Mấy câu này nói được rất hay. Ý nghĩa của mấy câu này là nói những gì? Là nói giác và mê. Chúng ta đang mê, tuy đã mê rất lâu, từ vô lượng kiếp mê cho đến ngày nay, không biết giác ngộ. Cổ nhân có nói một thí dụ rất hay, là bóng tối ngàn năm.
Như hiện nay ở trên núi có những hang thạch động, thì như có một sơn động rất lớn, thậm chí có thể dung nạp mấy trăm người, mấy ngàn người. Một sơn động lớn như vậy chưa từng có người phát hiện qua. Thông thường cửa động cũng rất là nhỏ hẹp, chỉ có thể cho một người đi vào, nhưng trong động thì rất lớn. Toàn là bóng tối. Nếu quý vị đốt một ngọn đèn đi vào thì sẽ chiếu sáng, thì đã phá trừ bóng tối. Cái thí dụ này là nói ngu si không phải thật, trí huệ mới là thật. Trí huệ vừa sanh khởi thì si mê liền mất. Vô lượng kiếp si mê cho đến nay, chỉ cần quý vị vừa giác thì si mê hoàn toàn không còn nữa. Trong Khởi Tín Luận có nói: bản giác vốn có, bất giác vốn không. Si mê là bất giác, vốn là không có. Dù trải qua thời gian có lâu đi nữa, hễ vừa giác thì si mê không còn nữa. Chúng ta học Phật phải hiểu đạo lý này, phải liễu giải sự thật này, thì lòng tin của chúng ta sanh khởi, thì có thể tăng trưởng lòng tin. Lòng tin thanh tịnh thì sanh trí huệ. Trong Kinh Kim Cang có nói: lòng tin thanh tịnh thì sanh thật tướng. Thật tướng bát nhã là vốn có trong tự tánh. Tâm thanh tịnh đến trình độ nhất định thì trí huệ hiện tiền. Đây là sự thật. Ngày nay chúng ta không sanh trí huệ là vì không có lòng tin. Cái đầu tiên khó nhất là không tin mình có thể thành tựu. Tôi cũng đã gặp qua nhiều vị đồng tu đến hỏi tôi. Họ hỏi: thưa Pháp Sư, hãy xem cái dáng của tôi có thể thành tựu hay không? Tôi liền trả lời: ông chắc chắn không thể thành tựu. Họ hỏi: tại vì sao? Vì ông không có lòng tin, thì ông làm sao có được thành tựu? Việc nhỏ trong Pháp thế gian, muốn thành tựu vẫn phải có lòng tin. Nếu quý vị không có lòng tin thì không thể thành công. Thế như xào đồ ăn nấu cơm, quý vị mà không có lòng tin thì quý vị làm không ra. Đây là việc nhỏ. Nếu quý vị có lòng tin thì nhất định làm được rất tốt. Hôm nay ta xào đồ ăn không ngon, ngày mai ta lại cải tiến, ngày ngày cải tiến, một tuần lễ sau nhất định sẽ xào được rất ngon, mọi người nhất định sẽ rất hoan hỷ. Cho nên tất cả việc trong Pháp thế gian và xuất thế gian mà được thành tựu là nhờ có lòng tin. Chư Tổ Sư Đại Đức khai thị cho chúng ta điều là giúp cho chúng ta tăng trưởng lòng tin. Có lòng tin mới được thành tựu. Trong huyện An Lạc Tập có trích dẫn một đoạn kinh văn rất quan trọng. Trong Kinh Quán Phật Tam Muội nói: Phật
Phật khuyên phụ vương hành niệm Phật tam muội. Phụ vương bạch Phật, quả đức của Phật địa là chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Vì sao Phật không dạy đệ tử hành theo? Phật bảo phụ vương, quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm sâu vi diệu, thần thông giải thoát, không phải là cảnh giới của phàm phu hành được. Cho nên Phật khuyên phụ vương hành niệm Phật tam muội. Trong nhân gian, người thân nhất không gì bằng cha con Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dùng phương pháp gì để khuyên phụ thân của Ngài? Ngài dùng pháp môn niệm Phật. Ngài không dùng những pháp môn khác khuyên phụ thân của Ngài. Không dạy phụ thân của Ngài tham thiền, cũng không dạy phụ thân của Ngài trì chú, cũng không dạy phụ thân của Ngài học giáo, mà chỉ dạy phụ thân niệm Phật. Quý vị từ chỗ này mà nghĩ xem. Nói tóm lại, Phật dùng chủng chủng thị hiện đã làm cho hạng phàm phu chúng ta thấy, hiển thị ra pháp môn này không thể nghĩ bàn, pháp môn này vô cùng thù thắng. Sau đó quý vị mới biết hết lòng hết dạ thâm nhập một môn. Không còn khởi lên những vọng niệm khác, quý vị mới có thể buông bỏ những pháp môn khác. Tu pháp môn này được thành tựu thì tất cả pháp môn khác cũng được thành tựu. Cho nên gọi là thông một kinh thì thông tất cả kinh. Tại trong hành môn, hễ khế nhập được một pháp môn thì khế nhập được tất cả pháp môn. Nếu còn có một môn không thông thì chưa khế nhập, tự quý vị tu trì pháp môn đó không được viên mãn, vẫn còn khiếm khuyết. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Nếu quý vị không hiểu thì sẽ tăng thêm nhiều sự khó khăn cho việc tu học của quý vị. Cái khó ở chỗ nào? Quý vị xem trong Đại Tạng Kinh, thấy có nhiều kinh luận như vậy, quý vị lật xem, thấy điều ưa thích, vậy thì hư rồi. Đến sau cùng, một thứ quý vị học cũng học không thông. Là nguyên nhân gì? Vì tâm của quý vị là tán loạn. Không thể tập trung tinh thần ý chí. Lại huống chi là thọ mạng của con người trong thế gian này có hạn. Quý vị có bao nhiêu thời gian để học tập? Quý vị có thể học tập được bao nhiêu? Cái vấn đề này chúng ta có nghĩ đến hay không? Cho nên tu học pháp môn, pháp thế gian và xuất thế gian đều có bí quyết.
Nếu quý vị nắm được bí quyết này, bí quyết này là gì? Là một môn, là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, nhất định phải tu học một môn. Học thông rồi, thông suốt rồi, thế nào mới có thể gọi là học thông? Trong thiền tông nói minh tâm kiến tánh thì thông rồi. Trong giáo hạ thì nói đại khai viên giải thì thông rồi. Còn trong pháp môn niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn, đã thông rồi. Trong nhất tâm bất loạn có lý nhất tâm và sự nhất tâm. Sự nhất tâm tuy đã thông nhưng không triệt để, lý nhất tâm mới là thông triệt để. Lý nhất tâm cùng với minh tâm kiến tánh của thiền tông là tương đồng, cùng với đại khai viên giải của giáo hạ cũng tương đồng. Sự nhất tâm thì vẫn chưa đạt đến. Sự nhất tâm là quý vị đã được định. Định của trong giới định huệ quý vị đã được định nhưng chưa khai ngộ. Đến lý nhất tâm thì khai ngộ. Đạt đến sự nhất tâm cũng không phải chuyện dễ, rất là hiếm có. Tuy không thể hoàn toàn thông đạt nhưng có thể thông đạt một bộ phận. Trước kia thầy Lý dạy chúng tôi giáo lý và giáo nghĩa. Trong pháp môn Tịnh Tông thì lý nhất tâm là thông đạt giáo lý, tức là thông đạt tất cả, không một thứ nào mà không thông đạt. Việc này rất khó làm, phải là người thượng thượng căn, không phải của người trung hạ căn. Mục tiêu của người trung hạ căn là ấn định ở nơi giáo nghĩa. Giáo nghĩa có thể thông đạt cục bộ, thông đạt bổn tông, tức thông đạt Tịnh Độ Tông. Những tông phái có quan hệ với Tịnh Độ Tông cũng rất dễ thông đạt, gọi là khéo học, tức là quý vị biết học. Những người không biết học thì họ ghi lại câu kinh văn. Câu kinh văn này thầy giảng như thế nào, họ đem nó ghi chép lại, cho nên họ cũng có thể giảng lại. Đây là phương pháp dạy cho người sơ học. Người không khéo học, họ học một bộ kinh chỉ biết giảng một bộ. Còn người khéo học, họ học một bộ, họ có thể biết giảng 10 bộ. Đó là đã thông đạt giáo nghĩa. Còn như người học một bộ mà có thể biết giảng hết tất cả kinh giáo, đó là đã thông đạt giáo lý. Thầy dạy học trò phải đem những đạo lý này, những sự thật này và bí quyết đều phải trình bày rõ ràng cho học trò. Khi tâm học trò đã hiểu rõ thì mới chịu y giáo phụng hành. Thầy không có lừa dối tôi. Tôi theo học với thầy Lý 10 năm, chỉ học được 5 bộ kinh, không nhiều. Tôi học bộ thứ nhất là kinh Tiểu Thừa,
Bộ kinh này là nền tảng đích thật từ Tiểu Thừa Nhập Môn, là kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Khung. Trước học Tiểu Thừa, sau học Đại Thừa. Học bộ thứ hai là Phật Thuyết Kinh A Di Đà. Học bộ thứ ba là Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Học bộ thứ tư là Kinh Kim Cang. Học bộ thứ năm là Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Đây là tôi theo học với Thầy Lý 10 năm. Tiêu chuẩn của Thầy dạy là học một bộ kinh, phải lên đài giảng bộ kinh này, giảng đến khi nào Ngài nghe rồi được mãn ý mới thôi. Tiếp theo mới cho quý vị học bộ thứ hai. Nếu Ngài không đồng ý, tức là quý vị giảng bộ kinh này Ngài nhận thấy giảng không hay, thì quý vị chỉ có thể giảng một bộ kinh này, học bộ kinh này. Quý vị phải giảng nhiều lần, đến khi nào Ngài nhận thấy mãn ý. Quý vị yêu cầu học bộ kinh thứ hai thì Ngài mới đồng ý cho học. Ở Đài Trung, những học trò theo học với Ngài, tôi cùng với bạn học có 20 mấy vị. Học được 5 bộ kinh, có lẽ chỉ có tôi một người. Còn các huynh đệ của chúng tôi, họ chỉ học được 2 bộ hoặc 3 bộ. Phương pháp của Thầy dạy là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Dạy cho quý vị tu học, đến khi nào công phu đắc lực thì mở mang trí huệ. Khi công phu đắc lực thì phiền não giảm nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Đến lúc quý vị lật xem kinh văn thì tự nhiên hiểu được đại ý. Quý vị lại xem chú giải của tổ sư thì quý vị biết được phải giảng bộ kinh này như thế nào trong thời đại hiện nay, phải học như thế nào. Quý vị đã thông đạt. Chúng ta không thể không biết điều này. Vị thầy thương yêu che chở học trò như cha mẹ thương yêu che chở con cái. Không có lý nào lừa dối học trò, không có lý nào hạn chế con cái. Nếu như vị thầy hạn chế học trò, cha mẹ hạn chế con cái, đó là không có lòng từ bi, không có lòng thương. Sự chỉ dạy của Thầy nhất định là có đạo lý. Quý vị không cần phải hỏi, chỉ cần quý vị y giáo phụng hành, tương lai khẳng định có lợi ích. Hiện tại những quy củ bó buộc này nhất định phải tuân theo. Đây là sự yêu cầu của Thầy đối với học trò. Nếu học trò bên ngoài tuân theo, bên trong thì trái nghịch, vị Thầy có biết hay không? Biết. Vị Thầy không hồ đồ chút nào. Vị Thầy sẽ đối với quý vị rất khách sáo, không bao giờ làm mất lòng quý vị. Hay nói cách khác, quý vị tiếp nhận được bao nhiêu thì tiếp nhận được bấy nhiêu.
Hay nói cách khác, thầy đối với quý vị kế thừa huệ mạng của Phật. Gánh vác gia nghiệp của Như Lai, thầy đã mất đi sự hy vọng này. Vì thầy biết quý vị không làm được. Vì sao không làm được? Vì quý vị không nghe dạy. Phải làm thế nào mới được thành tựu? Phải nghe lời dạy của thầy thì được thành tựu. Phàm là trái với lời dạy của thầy thì nhất định không được thành tựu. Từ cổ kim trung ngoại, không có người nào ngoại lệ. Nói tóm lại, tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, cái căn bản của căn bản chính là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Điều quan trọng nhất phụng sự sư trưởng chính là y giáo phụng hành. Quý vị đối với thầy mà thật có tâm thành kính thì thầy đối với quý vị nhất định gánh lấy trách nhiệm. Thầy phải chỉ dạy quý vị, phải dẫn dắt quý vị lên đường chánh đạo. Vị thầy này mới được người tôn kính, mới được đại chúng xã hội tôn kính. Thầy không bao giờ để cho quý vị đi vào tà đạo, không bao giờ để cho quý vị tạo tác tội nghiệp. Đây là vị thầy rất tốt. Cho nên kinh nghiệm của tôi trong đời này khẳng định hai câu phía trước của Tịnh Nghiệp Tam Phước là đại căn đại bản. Con người không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết tôn kính sư trưởng thì cái gì cũng không thể thành tựu. Chư Phật Bồ Tát cũng giúp không được. Chúng ta không thể không biết cái căn bản của căn bản. Trong đoạn giữa của phần kinh văn trích dẫn cũng không khó hiểu, các đồng tu tự xem lấy cũng hiểu được. Sau cùng có mấy câu rất là quan trọng, chúng tôi xin đọc ra. Phật bảo Phụ Vương, tất cả chúng sanh ở trong sanh tử, tâm niệm Phật của họ cũng là như vậy. Chỉ cần hệ niệm không ngừng, nhất định thấy Phật, chắc chắn vãng sanh, tức liền chuyển biến tất cả ác nghiệp thành đại từ bi, như mùi thơm của cây chiên đàn chuyển biến cả rừng cây y lăng. Câu này rất là quan trọng. Y lăng là tiếng Phạn, là một loại thực vật rất hôi thối của Ấn Độ. Phật dùng nó để thí dụ cho tam độc thập ác của tất cả chúng sanh. Trong nội tâm của chúng ta có tam độc thập ác thì giống như rừng cây y lan vậy.
Phật đối với phụ thân của Ngài nói, tất cả chúng sanh ở trong sanh tử, tức là ở trong lục đạo, cái tâm niệm Phật của họ cũng là như vậy. Đây là Phật nêu ra một thí dụ để nói với phụ thân của Ngài. Phật dùng loại thực vật này để làm thí dụ. Loại thực vật này rất hôi thối, mọc khắp cả khu rừng. Thế nhưng ở trong khu rừng đó có một cây ngư đầu chiên đàn. Loại cây chiên đàn này rất là quý giá. Tuy cây này đã bén rễ nảy mầm, nhưng vẫn chưa trồi lên mặt đất. Nó bị mùi hôi thối của rừng cây y lăng có thể làm quấy nhiễu nó. Nếu mầm cây chiên đàn dần dần tăng trưởng, cây chiên đàn này có mùi thơm ngào ngạt, nó có thể chuyển biến cả khu rừng mùi hôi thối của cây y lan thành thơm ngát. Người thế gian nhìn thấy cái tình hình này thì cảm thấy rất hiếm có, mùi thơm của một cây chiên đàn mà có thể chuyển biến cả khu rừng mùi hôi thối của cây y lan thành mùi thơm ngát, thật là hiếm có. Phật dùng cái thí dụ này là nói một người niệm Phật có thể chuyển biến cả khu vực của người tạo tác ác nghiệp. Cổ nhân Trung Quốc cũng thường nói như vậy. Quý vị đọc trong quyển Ung Chánh Thượng Dụ thì thấy được Tống Văn Đế cùng với ông Hà Thượng đối thoại. Thì rất rõ ràng, trong 10 người có một người thiện. Một người thiện này thì có thể giúp cho 9 người ác kia cải hóa hướng thiện. Trong 100 nhà có một nhà hành thiện, tu ngũ giới thập thiện, nhất định có thể cải hóa 99 nhà kia. Cho nên chúng sanh tạo tác nghiệp nặng, chúng ta không sợ. Mà sợ nhất là cái gì? Là tự mình không có thật tu, không có thật đức. Có thật tu, thật đức thì nhất định có thể cảm hóa họ. Gần đây chúng tôi ở Lư Giang đã xây dựng một trung tâm văn hóa giáo dục. Lư Giang là một thị trấn nhỏ, cư dân có 4 vạn
8.000 người. Các đồng tu ở trong trung tâm đó bao gồm cả công nhân, viên chức có khoảng 100 người. 100 người đó đều thực hành theo Đệ Tử Quy, làm đúng theo từng chữ từng câu trong Đệ Tử Quy, thì có thể làm ảnh hưởng toàn cả cư dân trong thị trấn 48.000 người. Quý vị đã xem họ trình bày trong dĩa VCD, họ chỉ mới bắt đầu thực hành 3 tháng. Chúng tôi nghĩ rằng công việc của họ làm trong 3 năm mà không gián đoạn, không giải đoải, chúng tôi tin rằng 3 năm sau thì thị trấn nhỏ đó, như trong sách xưa của Trung Quốc có ghi chép, gọi là lễ nghĩa chi bang. Nhà nước hiện nay đã đề xướng xã hội hòa hài, phải có người đứng ra thực hiện. Tiểu số người có thể dẫn dắt đại đa số quần chúng. Cho nên Phật nói câu này: tất cả chúng sanh ở trong sanh tử, cái tâm niệm Phật của họ cũng là như vậy. Cái tâm niệm Phật đó rất ít, không nhiều. Chỉ cần hệ niệm không ngừng, quý vị hết lòng nỗ lực, không nên giải đãi. Thì công phu của quý vị dần dần tăng thêm. Đến khi công phu thành thục thì sanh ra sức ảnh hưởng. Cho nên nói, chỉ cần hệ niệm không ngừng, nhất định thấy Phật. Chắc chắn vãng sanh. Thấy điều chuyển được ác nghiệp, phiền não, tạp khí từ vô lượng kiếp. Chuyển phiền não thành trí huệ, chuyển ác nghiệp thành thiện nghiệp, thành đại từ bi, thì giống như một cây chiên đàn có thể cải thiện toàn cả khu rừng cây Y Lan vậy. Ở phần sau thì lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ngài chú giải đem tỷ dụ hợp với pháp vì chúng ta giải thích. Rừng cây Y Lan tỷ dụ cho tam độc trong tâm của chúng sanh. Còn cây chiên đàn là tỷ dụ cho tâm niệm Phật của chúng sanh. Còn như sắp mọc thành cây là nói tất cả chúng sanh chỉ cần hết lòng niệm Phật không ngừng thì đạo nghiệp sẽ được thành tựu. Chúng ta phải tin điều này. Đối với xã hội hiện nay chúng ta mà nói, có thể tiêu trừ kiếp nạn, có thể cứu vãn xã hội, giúp cho xã hội hiện nay khôi phục lại an định hòa bình. Cho nên công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.